thấy 80 ngày cần phun phòng ngừa sâu bệnh gì và phun những loại phân thuốc gì và nghiệp sắt và bụi vàng, một trong những cái nỗi lo lớn nhất của bà con nông dân làm na thái hiện nay. Hôm nay thì em phun glycerol, cái dòng này là cái liều lượng là 1 ký mình chia 250g cho 1 phi ha. Glycerol này nó sẽ trị bệnh thắng thư cũng như là một số cái nấm bệnh ở trên cái cây cho cái mẫu mã trái nó sáng đẹp. Cái thứ hai nữa là cái thằng manhê ba cộng này thì mình cái chai này mình xịt khoảng 700 lít cho manhê ba cộng này, mình làm cho cái đọt nó xanh mướt, lá nó dày, nó phát triển trái cây khỏe mạnh ha. Cái này là amino, thì amino này thì cái chai này mình xịt 400 lít. Amino này chủ yếu mục đích là làm cho cái mẫu mã trái nó sáng đẹp, cung cấp cái dinh dưỡng phần phía trên cái trái. Rồi cái thằng này là cái thằng nhện đỏ,